Xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Hôm nay Mộc Nam Huy vừa hoàn thiện xong hai bộ ghế quốc triện cột 12 với chất liệu là gỗ quả đỏ. Nhân tiện thì sẽ làm một cái clip này để gửi đến cho tất cả quý chị khách hàng cùng xem và tham khảo. Đây là hai bộ thuộc phân khúc tiêu chuẩn của hàng chất cây sạch đẹp, và form dáng của bộ ghế này thì đã được rất nhiều khách hàng quý anh chị ưa chuộng bởi thiết kế của nó rất là đơn giản, nhẹ nhàng và dễ sử dụng quý anh chị nhé. Với thiết kế 6 món bao gồm một băng dài, một bàn và hai ghế đơn, và xếp trong trạng thái như thế này thì quý anh chị có thể thấy rằng là các cái góc ngồi từ trên ghế hai ghế đơn cho tới bàn ở phía bên này, cho tới băng bên này thì chúng ta đều có thể tiếp tay được tới các cái bàn và sử dụng nó rất là hợp lý và gọn gàng. Mẫu mã thì đơn giản, dễ lau chùi, và cái sản phẩm này thì nó sẽ thiên về các cái chất cây sạch đẹp và mặt ván liền 3 phân quý anh chị nhé. Vâng, và mời đi đến chi tiết. Đây là bộ ghế được làm theo dạng cột 12, cột đặc nguyên khối, không dính tâm và không dính ruột. Mời anh camera quay gần lại một chút để khách hàng quý anh chị cùng xem. Đây, những cái cột nó được làm vo cong tròn, rất là đẹp. Hơn nữa về cái form dáng, về góc cong này, quý anh chị khách hàng có thể cùng nhìn thấy cái đường cong này từ cái góc nhìn đối diện để thấy được là cái tiêu chuẩn làm cong của cái hàng này nó cong nhiều hơn và nó khuỳnh ra rộng hơn so với thông thường nhá. Tay ghế, sản phẩm được làm theo tiêu chuẩn tay là tay cong luôn. Và mời anh camera quay ngang để cho khách hàng xem cái tay này. Cái tay cong này thì nó như thế nào? Đơn giản thì thôi, cái tay này sẽ là cái bản mà chúng ta ngồi như vậy. Chúng ta tì lên đây thì ở một cái tư thế tì tay này, quý anh chị thấy là cái tay cột được làm cong và được Mộc Nam Huy cho anh em phay cong cả cạnh mặt nữa, và nắm tay chúng ta sẽ nắm đến cái phần trống ở bên dưới này. Nắm đến cái phần trống này rất là đẹp và gọn gàng nhá. Cái tay này thì được Mộc Nam Huy làm với độ dày là 4 phân, rất là dày. Và cái bản cuốn ở bên dưới thì được làm theo dạng thông thường của mẫu quốc triện đấy. Ở đây thì được trống này được đục một bức rồng nhí nhá, khá là đẹp. Về mặt ván này, đây là một bộ mặt ván tràn liền. Mời anh camera quay gần lại cho khách hàng xem. Liền hoàn toàn nhé, đây là từ đằng sau này. Đó, liền cho tới mặt trước này, 3 phân liền hoàn toàn. Đó, độ dày đây, để quay cho quý anh chị coi. Dày liền hoàn toàn 3 phân, rất là đẹp và chất lượng đúng không ạ? Đây là một cái tiêu chuẩn rất cao của cái sản phẩm này. Các bản chân ghế thì được Mộc Nam Huy làm là các cái bản chân, là chân 12, bao gồm luôn trên cả chân bàn và chân ghế quý chị nhé, chân 12 hết. Quốc triện thì với phần tó thì quý chị đã quá quen rồi đúng không ạ? Đây là phần tó cao, cao là 18 và độ dày của bàn tó là dày 10 phân. Kết hợp với các đường nét lọng cong này, đường thẳng này, rồi các đường nét đục chạm rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp. Về phần vách tựa, xin giới thiệu đến quý anh chị đây là các bản vách tựa, chúng ta sẽ gọi đó là vách tựa 3 mảnh nhé. Vách tựa 3 mảnh bởi vì nó được làm với một cái mảnh chính này và hai mảnh phụ ở hai bên. Và trên dưới thì Mộc Nam Huy đều có đi mộng rất là chắc chắn. Nói chung là đây là một cái lối hàng mà tuyệt vời. Về mặt ván ngồi, đây cũng là một cái chi tiết quan trọng mà nhiều quý anh chị cũng ít khi để ý. Thì với cái chiều sâu của mặt ván hiện giờ đang còn là 51 phân. Và cái tấm ván này thì Mộc Nam Huy cắt từ tấm là mặt là 57 và còn lại là 51 chiều sâu. Vậy nên thì cái góc ngồi, chúng ta ngồi thì nó sẽ rất là thoải mái. Ở một cái chiều sâu là 51 như thế này thì so với một bộ ghế cột 12 thì nó đã là quá là thoải mái rồi. Góc tựa này và góc tì tay này 51 phân, rất là đẹp quý chị nhé. Ghế băng này có cái chiều dài tổng thể là 1m95, chiều cao 1m13 và chiều sâu là 58. Mặt bàn được Mộc Nam Huy làm với chiều rộng là 60 và chiều dài là 1m25. Và mặt bàn cũng tất nhiên rồi cũng là mặt 3 phân liền tất quý chị nhé. Ghế đơn thì có chiều rộng là 86, chiều cao 1m13 và chiều sâu là 58. Ghế đơn này cũng xin ngồi thử luôn để quý anh chị khách hàng cùng nhìn và xem nhé. Đó, ngồi rất là thoải mái đúng không ạ? Góc tì tay đây. Đó, tư thế ngồi như thế này thì rõ ràng rất là thoải mái. Ngồi mà trò chuyện và tiếp khách như thế này thì tuyệt vời. Về bộ này thì sẽ quay một cách trực diện để khách hàng quý anh chị nhìn cái form của cái ghế nhé. Nhìn trực diện thì quý anh chị sẽ thấy được rằng là đây, cái bộ ghế nó có cái phần tay cong nó khuỳnh, giống như ban nãy Mộc Nam Huy quay cái ghế đơn ấy, quay ghế băng ấy, quý anh chị để ý này, cái tay nó cong, cái đường cong nó rộng đó, và chúng ta nhìn cái form nó khuỳnh, nó đẹp hơn rất nhiều so với những cái bộ ghế thông thường.
Đó, đó là về cái ghế đơn, cũng là cái bản tựa ba mảnh đó, và cũng là tay tì như là cái ghế băng thôi. Tại vì cái ghế đơn ấy lúc nào nó cũng là một cái phiên bản thu nhỏ của ghế băng trên tất cả các mẫu. Tiếp theo là về ghế đơn, chiếc ghế đôn. Đây là chiếc ghế đôn được Mộc Nam Huy làm vuông mặt là 40, làm vuông mặt nhá. Khi mà chúng ta xếp thành bộ ấy là chúng ta sẽ không xếp như vậy, mà chúng ta sẽ xếp như này. Một cái đôn để đầu bàn thôi. Còn một cái đôn phụ này thì sẽ để cạnh cái băng đi, để nếu như có một ngày nào mà chúng ta đông khách ấy thì chúng ta sẽ sử dụng thêm cái đôn này. Và một chi tiết quan trọng nhất của bộ ghế này mà Mộc Nam Huy muốn giới thiệu đến quý anh chị khách hàng, đó là cái gầm dưới. Tại vì cái video này là video Mộc Nam Huy quay quay theo dạng review. Mời quý chị xem qua các cái phần gầm dưới của sản phẩm nhé. Xem qua đi rồi Mộc Nam Huy sẽ nói. Đó là cái tiêu chuẩn chất cây của sản phẩm này thì sẽ được làm sạch nhất có thể, còn không tì không vết thì không có. Đây, phần gầm dưới đây, mời quý anh chị khách hàng cùng xem qua. Đấy, chất cây này. Và các cái bản mặt thì được đóng bắn vít từ dưới lên, rất là chắc chắn nhá. Cây đỡ thì được làm rất là to. Đấy, cây đỡ giật xà rất là to, rất là dày và rất là sạch, đúng không ạ? Nhìn mặt dưới sạch như mặt trên. Đó. Rồi, sẽ lật xuống để cho quý anh chị, để quý anh chị khách hàng biết được rằng là đây là một cái tiêu chuẩn của cái hàng cây sạch. Nói chung là Mộc Nam thì cũng phải nhắc lại một lần nữa cho đỡ mất công. Tại vì cũng nhiều khách hàng quý anh chị có những cái tầm suy nghĩ đó kỹ quá. Thì cái tiêu chuẩn của hàng này là tiêu chuẩn sạch nhất có thể, còn không tì, không vết thì không có đâu. Hai bộ này thì nó có các cái tiêu chuẩn như vậy. Mộc Nam Huy giới thiệu cho quý anh chị rồi. Đó là chất cây sạch và mặt ván 3 phân liền tất. Với hai bộ này thì hiện tại Mộc Nam Huy đang có sẵn mộc nhé. Và giá của nó hoàn thiện là 49 triệu. Sơn hoàn thiện hết, tặng kèm kính mặt bàn và hỗ trợ miễn phí vận chuyển cho khách trong phạm vi là 30 cây. Địa chỉ của Mộc Nam Huy thì rõ ràng là ở ấp Ngũ Phúc, Hố Lây 3, Trảng Bom, Đồng Nai. Và quay qua một vòng để quý anh chị xem khu vực xung quanh ở đây, đó là các cái xưởng gỗ, công xưởng của anh em làm gỗ liên quan nhé. Quý anh chị có thể tới xưởng để thăm hàng, kiểm tra cũng như là cùng ký nhận mộc trước khi sơn với cơ sở Mộc Nam Huy. Tại vì hàng thì nó sẽ có nhiều tiêu chuẩn, nhiều mức giá, cho nên là tốt nhất thì quý anh chị nên nên tới xưởng mà chúng ta thăm hàng, chúng ta kiểm tra và ký nhận trước cho là an tâm. Tại vì hàng hóa thì nó sẽ có nhiều tiêu chuẩn, nhiều mức giá khác nhau. Vâng, và đó là hai bộ cúc triện. Còn một chi tiết nhỏ nữa Mộc Nam Huy chưa giới thiệu đến quý anh chị, đó là về phần mặt vân. Với tiêu chuẩn mặt vân này thì hiện tại là hai cái bộ này nó có các cái đường vân khá là đẹp và nét nhé quý anh chị nhé. Trên gỗ quá đỏ mà có được các cái tầm vân này thì thực sự là không có dễ dàng đâu ạ. Vậy nên là khách hàng nào mà anh chị mà thích ấy thì có thể tới xưởng Mộc Nam Huy mà lựa trước đi nhá. Đấy, nó có đẹp và nó có sẵn thì chúng ta cứ lựa trước đi thôi. Và hơn nữa này, mời anh camera quay cho khách hàng xem là các cái phần tay ghế này. Đây, các cái phần tay tì này. Trên tất cả các chiếc ghế, cái tay tì nó đẹp như thế này, vân nó đẹp như thế này. Đó, rất xứng đáng để quý anh chị lựa chọn nhá. Và nó chỉ có hai bộ thôi. Vâng, xin được cảm ơn tất cả quý anh chị khách hàng đã theo dõi video ngày hôm nay cùng với xưởng gỗ Mộc Nam Huy. Mong là quý anh chị có cần thêm thông tin gì thì có thể gửi thêm ở trong mục bình luận nhé, để Mộc Nam Huy sẽ chia sẻ thêm. Vâng, và xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị trong các clip tiếp theo.